Hello, xin chào cả nhà thân mến. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dũng Tin Nóng Từ Dân nha. Dạ. Hôm nay mời quý vị cùng đến thăm cô Mười. Cô Mười khỏe không? Khỏe. Dạ ha. À, có điện chưa cô Mười? Dạ. Bắt điện được chưa? Bắt. Không, mà có điện thế này như thế này. Chưa ha. Rồi cái điện nó sáng không? Sáng. Sáng hả? Ừ. Dạ. Cô bấm lên coi cái sáng không? Dạ, nó còn sáng. Giờ nó nhưng mà giờ nó vẫn sáng, con thấy tối tối rồi đó. Vâng, à, hôm nay Sơn Dũng quay trở lại thăm cô Mười. Ồ, sáng lên rồi nè. Dạ. Hôm nay trở lại thăm cô Mười để gửi một số quà của nhà hảo tâm cho cô Mười. Dạ. À, cô Mười nè, cái lần trước mà con mua cái giường cho cô Mười á là của cô đó, là cô Kim Loan, cô Thanh Loan. À, Thanh Loan ở Tân Phú thì trong những cái mạnh thường quân mà hỗ trợ cho cô á, để mà mua cái giường đó ha. Dạ, để mua cái giường đó thì có cô Kim Khánh. Thì nay cô Kim Khánh là gửi cho cô thêm một ít quà nữa. Dạ. Đó là một ít chén bát, ít chén bát cho cô để giống như là cô ăn uống hoặc là có khách có gì đó là mình. Dạ dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ dạ, cô kêu cô Khánh. Dạ. Dạ. Với con hỏi cô nè. Có mình thường quân muốn hỏi á, là cô muốn đi vá lại cái chỗ miền của mình không? Gì? Đi làm cái miền mình cho nó kín lại đó. Già rồi thôi. Kể em làm, kể nó là già thì già nhưng mà họ muốn tài trợ cho mình á, để nhìn cho nó được nghe. Cô có đồng ý không? Nó già, sống bao nhiêu lâu. Trời ơi, thấy thương không cả nhà? Ý cô nói là già rồi sống bao nhiêu lâu không cần làm. Nhưng mà kể làm cho nó đẹp. Chết chứ không biết đâu chừng á. Thôi cô nói lỡ đâu chết không biết đâu chừng. Đừng có nói vậy. Nhưng mà làm ấy lỡ biết có ông nào quen ông nào làm xong rồi cưới ông nào theo, cưới ông chứ ở vô nhà vô cửa chứ. Hả? Không hả? Dạ hả? Nè. Dạ. Không phải đòi hỏi. Không phải đòi hỏi nhưng mà người ta muốn làm cái miệng cho cô lại cho nó nhìn ăn uống cho nó dễ á. Dạ. 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 À. Dạ. Người khác. Dạ. Mình muốn một mình đâu có được. Dạ hả? Phải không? Dạ. Thì nay đi cùng với Xuân Dũng á, có Minh Tý nè, Minh Tý đưa vô cho bà nè, Minh Tý đưa vô cho bà với em trước. Oh, wow. Trước đưa vô nè. À, đây chén bát là bình uống nước trà. Ôi dồi, mấy cái dĩa này là cô mà là làm gỏi gà gỏi vịt mà đưa lên chân là thôi rồi đấy. Hàng này là hàng của cô này là cô á, hàng tốt á. Dạ. Tại vì nhà cô nhiều mà thấy cô không có đồ á thì cô gửi về. Dạ. Rồi đây nữa đây nè. Đó, trên đó là một thùng nước đó đó, đây nữa. Dạ. Trong này là chén bát nè, ly bình nước trà nè. Bình nước trà xin xò lắm ạ. À. Đó. Đó. Ở trong này có mấy cái ly. Cái này cái đường tiêu, mắm muối gì đó. Ôi. Đó, cô thấy ly xinh không? Đó, ly uống nước trà, ly uống nước của cô này. Dạ. Đó. Cô mà có thèm bia thì có ly uống bia nè. À, ly uống bia nè. Nói vậy chứ có khách đó cô. Có khách đó mình lấy ra mình mời khách đó. À. Còn đặc biệt là à, cái ly này là có cái nắp này nè. Đó à, thấy không? Ngon không? Xin chào không? Đây là của cô Khánh. Cô Khánh là cái cô mà cũng gửi tiền để cô mua giường đó. Dạ. Yeah. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Dạ. Hết. Dạ. Trong này nhiều lắm. Đó, chén bát trong này nè. Hàng tốt không nha. Đó, để cô Đó, mấy cái này là cô làm gỏi gà gỏi vịt rồi nó úi trời. À, cô Mười. À. Đấy. Cái giường cô Mười đã được mình thường quân tặng đấy cả nhà, nhìn thấy là rất là ok ha, đẹp.
Rồi, hôm nay có hàng rào rồi. Cảm ơn mấy cậu nha. Dạ, có sao đâu. Mấy ký đâu rồi? Ủa? Dạ. Anh chị em cảm ơn hết hai bên nha. Giúp đỡ cho tôi để có chỗ ăn uống rồi. Dạ, đôi. Dạ. À. Anh chờ cô bác nào giúp cho tôi cảm ơn chứ là nói đòi hỏi nữa, tôi muốn đòi hỏi phải không? Được cái nhà này là quý rồi. À, quý rồi ha. Ừ. Còn chi phép cho bà cô ở đây chứ. Không phải mình như vậy là muốn cái khác chứ được phải không? Dạ. Rồi chi phép cho như em rồi. Vậy, nói vậy thì cô có cần làm nhà bếp, nhà tắm nữa không? Thì thế đó thì tôi không lấy giờ hổ rồi thôi thì cảm ơn chứ đòi hỏi thì tôi không dám nữa. Dạ hả? Ừ. Thế mới... Em nói muốn cái này, muốn cái kia hoài, ai mà giúp đỡ cho mình hoài phải không, hay cậu? Dạ. Cũng chia chết chị em rồi, ai sống. Vậy là cô mở cái này ra đây ha? Ừ. Mở ra làm sao hả? Ừ. Hả? Hả? Cô mở ra làm sao hay là ai mở cái này? Em nó giờ như sao? Vậy ha? Ừ. Về về cho nó ấy chứ cô cần gì phải ấy, có nhà cửa mình kín rồi. Ừ. Để mình khóa rồi không cần phải ấy trước làm chi? Em nó giờ như sao đó. Rồi. Ừ, vậy thì tốt. Quý rồi. Dạ. Yeah. Cái gì nó thấy cái này trời gì không có được. Phải không? Dạ, dạ. Ừ, chi phép chị em sống với nhau. Ừ. Và với người ta, chị em là cô quát thì giúp đỡ cho phải mình hoài vậy. Dạ, dạ. Tội nghiệp cô quý vị, bây giờ Xuân Dũng có đề xuất là có mạnh thường quân kia muốn hỗ trợ để cho cô vả lại cái môi miệng cho nó cô. Thứ nhất là để cô tự tin hơn trong cuộc sống. Thứ hai nữa là để cô ăn uống cho nó dễ dàng. Nhưng mà cô nói rằng là thôi bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi. Sống nay chết mai cho nên là thôi thì để cái phần hỗ trợ đó dành cho người khác khổ hơn mình. Dạ, cô cũng từ chối quý vị. Dạ, thôi thì cô cảm thấy là cô có được cái căn nhà này là đối với cô là quý rồi. Dạ, vậy thôi. Dạ. Như vậy nó có cái này giỏi kia tự vệ người ta. Dạ. Phải không? Dạ. Đâu phải mình là tiền bạc khổ mới có phải không? Dạ. Chứ đâu phải là muốn cái gì có liền đâu. Dạ. Dạ. Thôi xin chết đi chị em. Dạ. Mấy hôm trước á, con có nói thờ tới để coi làm cho cô cái toilet á. Ừ. Cái nhà vệ sinh với toilet đó thì thờ đã đến chưa? Chưa có ai thấy. Chưa ai hả? À vậy ha. À vậy là thờ chưa tới à? Ừ. Tại vì hôm đó con nói xong rồi con đi miền Trung rồi mới về. Dạ. Dạ, để con nói với thờ tới là coi thử làm tính toán hết bao nhiêu. Dạ. Tức là thờ tới thờ đo để khảo sát có thứ làm là hết bao nhiêu. Rất hơi nhiều rồi đó. Dạ. 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 Cho ở ra một chút xíu nữa hả cô? Đó, vậy thì tốt rồi. Tốt rồi. À. Như thì đó, dọn này cô muốn làm chỗ nào đó thì nói thừa thầy họ làm chứ. Nhé. Không, đừng hà nhà xa cái mồ mà ăn tí xíu. Con nghĩ là làm đâu nhà bếp đâu đây nè. Rồi làm đâu nó xa một tí. Nhé. Nhé. Ừ. Nhà bếp ở đây nè. Làm bếp hướng đây nè. Tức là cái đường đi ra đây ha. Một bên thì nhà bếp, một bên thì nhà tắm. Vậy đó. Vâng, thưa cô chú quý vị, nhà hảo tâm, các mạnh thường quân thân mến. Hôm nay Xuân Dũng ghé đến thì trao cho cô Mười những cái phần quà của cô Kim Khánh ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cô Kim Khánh là cũng là một nhà hảo tâm mà được cô Thanh Loan ở quận Tân Phú vận động để giúp cho cô Mười đây quý vị. Dạ, nãy cô Khánh con một chút lòng như vậy thì Xuân Dũng đưa xuống. Còn sắp tới thì làm nhà bếp, nhà tắm như thế nào, kinh phí ra làm sao, thừa thiếu bao nhiêu thì Xuân Dũng sẽ vận động cô chú. Và lúc đó ai có lòng thì giúp cho cô Mười một chút xíu nữa là cô rất là vui quý vị ha. Còn có một mạnh thường quân kia ở nước ngoài muốn đề xuất là muốn tặng chi phí để phẫu thuật cho cô Mười thì cô Mười từ chối rồi. Dạ, lý do thì lúc nãy Dũng đã đưa lên.
và Dũng thấy rằng là cô Mười cũng cô cũng sống rất là thật thà, cô cũng mong muốn gì cho mình nhiều, tại vì ban đầu là cô không có nhà, cô chỉ cần như vậy. Vâng, Xuân Dũng xin được kết thúc video này ở đây. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị, quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở những video sau nhé.